Hi, cháu xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay thì cháu lại lên trên chị cô. Hôm nay thì cháu cũng như mọi khi thì cháu vẫn mua rau thịt các thứ lên để cho ly ở đây nấu cho chị. Nay cháu mua cả khô và dưới này thịt lợn, trứng nữa. Đây có cháu có mua thêm một cái bắp cải. Nay cho đến thì thấy Ly đang nấu ăn cho chị. Ui, mấy cây này mấy hôm trước cháu gieo kia bây giờ nó đã mọc lên rồi. Ui, mọc lên tùm luôn. Chắc mấy hôm nữa là sẽ có hoa đẹp lắm. Chị cô đang ở trong kia. Chị cô ơi, chào chị cô nha. Mang về đi, mang về nhà đi. Nay cháu mua được 2 túi mận luôn. Ê, bé. Đưa cho bé mấy quả mận này. Tên gì đấy? Mận. Hả? Không? Mận. Không, em tên gì ấy? Tên anh. Anh à? Ly, đậu em nấu đấy, em hái ở vườn rau nhà chị kìa. Giờ cũng có để mà hái rồi đấy nhỉ. Có đậu để mà ăn. Con lợn á? Con lợn vào phá. Lúc đi họp này không không trông đợi nhỉ. Trên này vẫn chưa được nghỉ hè. Quét sạch vào nhá. Vừa ăn vừa làm. Quét nhà đi. Ở dưới kìa. Đấy, chỗ kia bẩn kìa. Chỗ kia bẩn kìa. Rồi. Quét hết đi nha. Ở kia có cái hạt. Này. Quét mấy chỗ bẩn bẩn này đi. Trung như lọ. Quét hết. Nè. Quét, quét xong lấy hot rác hot vào đi. À, còn biết là ướt này. Này, lấy cái đấy về đây hot. Này. Này. Đồ, đi cho. Hả? Xây cho thằng cố, tay không có từ nạ. Có tủ cách Phương đi học rồi. Chính con trai đi học rồi. Này, đổ vào trong xô. Tay Phương không có đâu anh ơi. Đổ vào trong này mà. Đổ vào đây thôi. Đổ vào đây thôi. Tí ngày mai mới mang đi đổ xa xa. Còn nhận cái gì đây? Hạt à? Đổ vào đây. Đổ đấy à? Ôi dồi ôi. Xin chào chị cô nha. Đấy, lơ lơ lên cả mở kia filter đẹp đẹp cho chị. Châu. Cái gì? Con chị uống gì nhạ? Ly à, em cầm mấy cái này xong khi nào cần mua gì mua cho chị nhé. Không có nhiều, có mấy chục thôi. Lẻ ra mấy chục thôi. Không, hết rồi. Giờ có tìm cũng không có rồi. Ly ở đây lo cho chị mà. Đúng không? Không tìm nữa. Ở đây chịu khó thôi. Nhá. Túi nào cũng mở hết. Đi ăn cơm đi. Đi ăn cơm đi nhá.
Nãy thì bảo chị ăn cơm nhưng mà chị cô không chịu, chị bảo nấu thêm cá mới ăn. Thì bây giờ Ly lại nấu thêm cá để cho chị ăn. Ly đang nấu cá khô thôi. Hôm nay thì trời cũng hơi mưa các bác ạ. Vừa nãy thì Ly ở dưới nấu ăn cho chị, rồi bây giờ cháu lên ở trên nhà chú một lúc, rồi lát nữa cháu mới quay lại nhà chị sau. Anh nhá, mẹ mua kẹo cho à? Mua kẹo cho à? Để ăn kẹo thích nhỉ, chính nhỉ? Chính ơi. Hai mẹ con ăn kẹo thích ghê. Con chào ông bà. Chào ông bà. Con chào cô chú. Chào cô chú. Chào ông bà. Con chào cô chú. Con chào cô chú, khoanh tay vào. Không. Khoanh tay vào. Chính. Khoanh tay vào, con chào ông bà. Ôi dồi, vừa ăn vừa nói này. Hôm nay thì cháu cũng lên rồi đưa đồ ăn các thứ cho chị thôi. Bây giờ thì trời cũng hơn mưa nên là cháu cũng đi về. Chính ơi, video này thì cháu cũng xin phép chia sẻ ngắn tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video gần nhất của cháu ạ. Bye bye, bye.